Không. Rồi ok, giới thiệu mọi người luôn, lát nữa sẽ tặng cho anh em một hộp này về. Đó là cái của Ovasilk. Hồi trước là mình đã nói về cái Ovafit rồi, là cái mà làm cho cái âm đạo của mình đó nó được chặt hơn. Đúng rồi, thì cái Ovasilk này lại là cái làm cho âm đạo ướt át hơn. Nhưng mà nó có một cái rất là hay như thế này nha mọi người. Thứ nhất là cái này là FDA, nhưng mà đã nói là cái gì mà được kiểm chứng qua FDA là một cái rất là an toàn rồi, được không? Cái thêm nữa là cái CGMP nữa, thì mình cảm thấy là các bạn có thể hoàn toàn tin tưởng và sử dụng được. Nhưng mà bên trong này á, em thử đọc cái này đi, em đọc cái này đi cho mọi người nghe thử nè. Here. Chập dịch tiếng Việt nha. Cải thiện cái sự thoải mái và tự tin. Ừ. Mà không cần sử dụng những cái hương liệu nè. Ừ. Rồi những cái màu sắc. Ừ. Rồi những cái bảo vệ và phải bảo vệ không? Đúng rồi. Và estrogen là cái hóc môn nữ. Tức nghĩa là ở cái gel này á, nó không có hóc môn nữ. Thì như vậy nó sẽ rất là tốt với các bạn. Tại vì việc sử dụng hóc môn là một trong những cái việc mà các bạn phải có chỉ định của bác sĩ, các bạn mới sử dụng. Chính xác. Còn cái này thì nó sẽ không có estrogen, nên thành ra nó an toàn với các bạn là một. Cái số 2 nữa là những cái ai mà thích mùi thơm, hương liệu thì không sao. Nhưng thật ra mà nói á, những cái sản phẩm tốt là những sản phẩm không nên có hương liệu. Tại vì nó có khả năng làm cho các bạn bị dị ứng rất là cao. Cho nên đây là một sản phẩm không có hương liệu nữa thì nó sẽ rất là ok. Nhưng mà có một cái rất là hay là cái gì? Mỗi lần mà em xài á, em đâu có xài đâu. Em đưa cho bạn gái em xài đúng không? Em mở ra, được chưa? Xong em cho cô ấy nằm ra, đưa chân ra, xong rồi em lấy cái này em xịt vô. Đúng rồi, em bơm vừa phải thôi. Nói chung á là trong này nó sẽ, khi các bạn mua sẽ có một bản chỉ dẫn sử dụng luôn, là sẽ bơm bao nhiêu ở mỗi một cái cơ thể khác nhau thì sẽ bơm bao nhiêu. Thì nó sẽ có sẵn ở trong cái tờ này bằng tiếng Anh, nhưng mà lúc mà bán ra thì sẽ còn có cái tờ tiếng Việt nữa, là mọi người yên tâm ha. Thì khi mà bơm vào cái này á, thì người ta có một cái lời khuyên các bạn là không nên sử dụng, tức nghĩa là 4-5 ngày, tức nghĩa là mỗi một tuần các bạn sử dụng một lần là đẹp, chứ không có phải là trong 4 ngày mà các bạn sử dụng liền là không nên. Tức là quốc nhau 4 ngày trong một tuần mà cứ xịt hoài là không ổn đâu mọi người. Thì cái này là cứ một tuần các bạn sử dụng một lần thì cái độ ẩm ướt của nó sẽ đi khá là lâu luôn, tức là các bạn sử dụng được rất là lâu. Và mình nghĩ rằng đây là một trong những vị cứu thế cho tất cả những bạn gái nào hay bị khô, đó là mình nói thiệt. Và thêm một cái nữa là cái gì, do là em để ý đây nè, da nào thì cũng cần phải chăm sóc, đúng không? Đúng vậy. Da mặt chúng ta cũng cần hydration, cũng được phải được cấp nước, thì chính cái cô bé của chúng ta cũng phải được cấp nước luôn. Cấp nước từ việc ăn uống, tập luyện, và cái này cũng là một trong những cái cấp nước rất là tốt cho các bạn luôn. Và đặc biệt là những bạn nào mà đi du lịch á. Đi du lịch, ví dụ như mà đi du lịch với nhau một tuần hay 3 ngày vậy đó, không có tiện cho mấy cái chuyện khác á. Cái này sẽ là tạo nên một cái sự gọi là sao ta, nồng nàn cho cuộc yêu. Có skin care thì cũng phải có pussy care. Đúng rồi, pussy care. Pussy care. Pussy care đừng nói thêm. Cái này là pussy ướt. Pussy ướt. Con chim ướt ác. Chứ cái này á, thật ra nếu mà con nói rằng là cái này mà để trị viêm nhiễm á, thì cái này không có tính chất trị viêm nhiễm nha mọi người. Cái này nó chỉ giúp cho các bạn làm cho cô bé trở nên ướt át và kiểu như mịn màng thôi, nhưng nó không có phải là thuốc trị nấm, cũng không phải thuốc trị viêm nhiễm, nên các bạn phải có một cái nhìn đúng đắn như mình. Ok, thì để mà mua cái sản phẩm này á, thì đơn giản thôi anh em, description box ở phần mô tả mình sẽ để hết tất cả các link, các bạn có thể mua hàng ở đây ha. Rồi Nam ơi, em thấy sao Nam, em ổn không? Em thấy là nó bắt đầu có những cái hướng đi tươi mới trong cái cuộc vui của tụi em rồi đó. Em thấy bắt đầu là trời bắt đầu đổ mưa rồi đó. Trời bắt đầu đổ mưa, bắt đầu đổ mưa ngập đường rồi đó. Trước đây là tụi em là kè cuốc trong hạn hán. Dạ, cho nên là nó cũng đau lắm, nó mới có hiện tượng đít mèo đó. Không đó. Nhớ mọi người, mọi nhớ hiện tượng đít mèo của bạn gái mình không? Đó. Đúng rồi. Bây giờ thì trở thành đít người rồi mọi người. Thật sự cái việc mà khô nó sẽ làm cho cô bé bị sưng lên rất là nhiều, nên các bạn cần phải chú ý chuyện này rất là lớn. Bị viêm nữa, chính xác. Rất nhiều cái hệ quả khác. Cho nên là nói chung cái việc giữ cho âm đạo của mình luôn ẩm ướt, luôn ẩm ướt vừa đủ nha. Thì không có cái bất lợi gì cả. Đúng rồi. Rồi. Thế một cái gì giống như giờ mình chỉ cần nói đơn giản là ví dụ như giờ Nam như vậy mà mình cứ chà lên tay Nam vậy đúng không? Em gãi đi. Gãi. Được không? Gãi giống vậy đi thì cái việc mà ma sát, giống như khi mà dương vật ở trong âm đạo mà bạn ma sát nhiều như vậy, nó sẽ làm cho rất là dễ bị rát. Âm đạo sẽ bị rát, rồi bị mỏng, rồi bị sensitive, bị nhạy cảm. Mọi người cứ tưởng tượng cái góc này của mọi người nè. Đây mọi người lấy cái này nè đó. Mọi người lấy cái ngón tay mọi người để vô. Mọi người kiểu cứ vậy nè. Đúng rồi. Là mọi người thấy nó bắt đầu nó nóng lên đây nè. Đúng. Xong bắt đầu nó ra ghét đồ cái thứ này nọ đó. Mấy người nào mà ở dơ đó mọi người. Đó là nó không có nên. Nên là mọi người không nên nha. Đó. Ok. Theo. Ok.
Rồi, ngoài ra chúng ta thêm một cái bonus đặc biệt. Sản phẩm này như nãy giờ tụi mình nói thì chỉ dành riêng cho các bạn nữ thôi. Nhưng chúng ta vừa mới tìm ra được một cái nguyên lý mới, nguyên lý mới, định luật mới cho sản phẩm này. Chị Trang, giới thiệu cho mọi người đi. Đó là các bạn có thể sử dụng, nếu như các bạn là gay, các bạn có thể sử dụng cái này để quan hệ lỗ hậu được luôn. Thậm chí mình không phải là gay mà muốn quan hệ lỗ hậu với bạn gái của mình. Chính xác. Xài được luôn. Chính xác, tại vì cái này nó là hydration, là dạng cấp nước á. Cho nên là nó vẫn là một chất liệu rất là an toàn đối với lại bao cao su luôn. Và nó là một cái chất liệu ướt át rất là vừa phải, rất là thoải mái. Và nó sẽ bớt dính hơn so với gel nha các bạn. Gel bôi trơn á thì nó thường bị dính. Và nó dễ, nó rất là nhanh bay hơi. Còn cái bạn này nó rất là ướt át, là moisturizer, dạng như ẩm ướt, ướt át, thì rất là ok cho các bạn nào, ngay cả các bạn gay có thể hoàn toàn quan hệ lỗ hậu bằng cái này, hay là các bạn cặp đôi nam nữ có thể quan hệ lỗ hậu bằng cái này mà không có bị đau đít. Yeah, và đặc biệt là sau khi quan hệ xong thì những cái ẩm ướt này nó sẽ kéo dài đến khoảng 3-4 ngày gì 3-4 đó. Ngày sau. Và ví dụ như bạn nào có bị táo bón hay cái gì đó thì đây cũng là một cái 3-4 ngày đó các bạn có thể cảm thấy thiên đường trong nhà vệ sinh của mình, là nó rất là chân chu ướt át để các bạn có thể thoải mái đi nặng. Cái này nha. Cái này bên mình chưa có sẵn, chưa cái này là mấy bạn về thử rồi các bạn cho tụi mình feedback là cái thật là... sự là đi cầu có thể thoải mái hơn hay không. Nhưng mà cái này là quỷ nam nó giỡn nha mọi người, nhưng mà nó giỡn thôi mọi người. Nhưng mà anyway thật sự nó ok cho cả anal nữa. Yes. Ok, vậy là video hôm nay cũng có thể là kết thúc được rồi đó, đúng không nam? Yes, chính xác. Đây là nhân vật chính trong video ngày hôm nay. Đã cứu được đời em luôn á nam. Ok rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã coi video này. Và đừng quên ủng hộ Trang, Nam và cả một team luôn. Đó, like, share, subscribe, nói thầm. Like, share, subscribe. Like, share, subscribe kênh của tụi mình nha. Và hẹn gặp mọi người vào tập sau nha. Nhưng mà tập sau thôi. Cảm ơn mọi người.